Xin chào tất cả các bạn, đây là tô mì hơi cay của mình. Đấy, các bạn thấy những sợi mì vàng óng và khuôn mặt xinh đẹp của mình chưa? Mình có mang theo một cái bình nước để lúc bị cay mình uống nhé, hơi cay mà. Mình nói cho các bạn một câu này. Mình xem trên YouTube ấy, mình có nghe một câu ấy là nhà sạch thì mát, bát sạch thì không phải rửa. Nhà sạch thì mát, bát sạch thì không phải rửa. Mình cũng thấy chứ. Ngoài không con ạ. Đợi mình chụp ảnh nhá. Lúc đó mình dễ thương không? Trong điện thoại mình siêu dễ thương luôn nha. Nước rất ngon nha các bạn. Mì cũng thế. Các bạn muốn biết đem mì gì ạ? Đem mì omachi. Omachi là omachi. 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 Omachi, omachi, omachi. Mình uống nước đây các bạn nhé. Để mình chỉnh lại. Sáng nay mình dậy từ lúc 7:36. Các bạn tại sao các bạn nghĩ tại sao mình lại biết không? À, đúng rồi. Nhớ bình luận phía dưới nha. Với video mình trả lời. À, câu hỏi vừa nãy đáp án là A, B hay C? A ấy là mình xem đồng hồ trên điện thoại bố. B là mình xem đồng hồ trên tường. Còn C ấy là mình đoán mò. Đấy, các bạn chọn phương án nào đi, bình luận đi. Có video mình trả lời cho. Còn nóng hổi luôn á, nóng hổi vừa ăn được thôi. Ngon lắm nha, ngon lắm luôn á. Mấy tháng trước mình đã sâu các bạn mì siêu cay rồi đấy. Bây giờ mình
Sơn vị hơi cay. Cái các bạn xem nhỏ Simi thế nào chứ? Các bạn thích mèo Simi không? Thích đội Hero Team không? Mình thích lắm. Ngon, ngon, ngon. Ngủ nước hả? Đã khát quá. Bực một cái. Đợi mình một cái. Đây, ở đây nó rõ nét hơn này. Hắn cả mẹ mình luôn. Đeo khuyên môi này. Đeo khuyên môi này. Ừ, 8 tuổi các bạn nào ấy lớn tuổi hơn mình thì gọi mình là em. Còn nếu các bạn nào bằng tuổi mình thì gọi mình là vạn. Còn nếu các bạn nào nhỏ tuổi hơn mình thì gọi mình là chị làm sao? Mình nói lại cho các bạn nha. Từ 8 tuổi, ok. Rồi, xuất sắc luôn. Các bạn đố các bạn làm được này. Ui, nhầm rồi. Ở đây này. Vẫn nhìn được nhá. Trông mình hài quá. Thì đùa thôi. Sao ai ăn mì ngon này lại ngủ gật được. Mình có chữ có đất luôn. Thôi nha các bạn nha. Đây là cuối video rồi. Đáp án sẽ là mình xem giờ trên điện thoại bố.